Hello, xin chào đại gia đình Clarity của Thảo. Thảo đã quay trở lại giờ đây và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái video mà mình nghĩ rằng sẽ khá là có ích cho các bạn nữ. Đấy là video 10 app điện thoại từ làm đẹp cho đến sống ảo, chỉnh ảnh, cũng như là một số các app về lifestyle, về đời sống hàng ngày mà mình nghĩ rằng là rất là có ích, các bạn nữ nên có. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng mình cùng bắt tay vào video luôn nhé. App đầu tiên chúng mình sẽ nói đến là những app về làm đẹp và beauty. Như mọi người biết rồi đấy, tại vì mình luôn quan trọng nhất là việc làm đẹp, thế nên là mình không thể bỏ qua được bước này. App đầu tiên mà hôm nay mình muốn nói tới chính là app Yazio. Mình đã review từ rất là lâu rồi trong cái video giảm cân của mình từ năm ngoái. Yazio là một cái app sử dụng để đếm calories mà mình nạp vào cơ thể. Trong cái app này các bạn hoàn toàn có thể lên app để search các loại thực phẩm và các bữa ăn trong ngày. Nếu như các bạn nhìn thấy ở đây thì các bạn sẽ thấy là mình set cái goal của mình là 1200 calo trong ngày, và các bạn chỉ cần add vào các bữa ăn breakfast, lunch, dinner hay snack, thì bạn ăn bữa nào thì bạn add vào những cái thực phẩm ở trong bữa đó. Ở trong này chúng mình có thể tìm các món ăn bằng cả tiếng Anh lẫn cả tiếng Việt, nên là các bạn hoàn toàn có thể tìm các món ăn kiểu như là hàng ngày quen thuộc ở trên cái app này. Cái app này thì nó thực sự rất là có ích cho mình trong cái khoảng thời gian đầu tiên mà mình giảm cân, nhưng mà sau này thì mình đã quen với cái lượng thức ăn mình nạp vào cơ thể rồi, thế nên mình không còn cần phải dùng cái app này để đếm nữa. Nhưng thực sự nó rất là có ích cho những bạn nào mà mới bắt đầu giảm cân hoặc là chưa quen với việc đếm lượng calo nạp vào trong cơ thể. Nên là các bạn hãy tham khảo cái app này nếu như đang cần một chế độ ăn uống lành mạnh, kiểm soát được lượng calo đưa vào trong cơ thể của mình để giảm được cân nhé mọi người. App thứ hai mà mình recommend cho chúng mình đấy là LookMe. LookMe là một app mà dành cho những tín đồ yêu thích làm đẹp và sợ rằng chúng mình sẽ bỏ tiền vào sai chỗ. Thì cái app này nó có 3 tính năng. Đấy là chúng mình có thể tra cứu hệ thống thông tin rất là rõ ràng về các địa điểm làm đẹp. Thứ hai đấy là chúng mình có thể booking những nơi làm đẹp mà chúng mình muốn. Nó giống như việc là chúng mình book Grab vậy, để đi di chuyển đi lại. Book Now để delivery thức ăn, thì bây giờ chúng mình sẽ có một cái app để book các cái địa điểm làm đẹp hoặc là book những người tới làm đẹp tại nhà. Và cái thứ ba, công dụng thứ ba của cái app này chính là review đánh giá từ cộng đồng về những cái địa điểm làm đẹp. Mình nghĩ rằng là sẽ rất là có lợi cho chúng mình nếu như chúng mình có một cái đánh giá chung về một cái địa điểm, một cái location làm đẹp nào đó. Tại vì khi mà chúng mình đi làm đẹp, chúng mình sẽ phải lựa chọn từng cái địa điểm làm đẹp một. Chúng mình sẽ phải vào từng fanpage của những cái nơi đấy để xem đánh giá. Thì bây giờ chúng mình có một cái app chung, tìm được tất cả các cái location và xem được đánh giá các cộng đồng, thì như thế nó cũng sẽ rất là tiện lợi cho chúng mình. Thường là khi mà các bạn xem những cái thông tin ở trên Facebook về một cái địa điểm location làm đẹp nào đó, thì sẽ là những cái bài chạy ad quảng cáo của các cửa hàng. Và vì thế nên họ sẽ chỉ có những cái thông tin chung chung thôi. Các bạn sẽ không có đầy đủ những cái thông tin, ví dụ như là các bước làm đẹp này. Ở đây thì mình có thể thấy mình ấn bừa vào một cái location làm đẹp nhá, thì nó sẽ có giá tiền là bao nhiêu, được giảm giá bao nhiêu này. Mô tả dịch vụ thì chúng mình sẽ có bước 1 là rửa sạch, làm viền, tẩy, da chết. Bước 2 sân treo, bước 3 thoa serum. Tức là nó sẽ mô tả rất là chi tiết các cái thông tin về cái cửa hàng này và các cái thông tin mà chúng mình sẽ cần phải thắc mắc về cái dịch vụ làm đẹp của mình. Thì cái này là một cái điểm rất là mới lạ và là một cái điểm cộng của cái app này để dành cho các bạn cần tìm một cái nơi làm đẹp uy tín. Ví dụ nha, mình sẽ ví dụ một cái rất là điển hình. Mình vào app và lấy luôn một cái store đầu tiên nó hiện lên ở trên app. Họ có cái chương trình là lấy voucher để được giảm giá. Sau đó thì chúng mình có thể ấn vào nút đặt lịch để đặt lịch chọn ngày. Nó sẽ hiện ra là giờ nào thì còn bao nhiêu chỗ. Thông tin rất là chi tiết đó mọi người. Ví dụ như là 9:30 sáng này, số lượng người tới 2 này. Dịch vụ là sơn cắt gel này. Ok, và sau đó thì áp dụng giá khuyến mãi. Mình có thể ghi chú ở đây, ví dụ như da nhạy cảm, xin shop nhẹ tay. Khá là hay ho. Bạn có thể book các cái hệ thống spa làm đẹp này, làm tóc này, làm nail này, hoặc là đến nối mi tại nhà này. Và có cả những cái phòng khám này, thể dục thể thao, thẩm mỹ viện. Lấy voucher này để giảm giá này, và xem các cái thông tin review từ khách hàng. Nói chung là về cái việc làm đẹp hay là về sản phẩm làm đẹp thì chúng mình đều có những cái cảm nhận rất là riêng về những nơi mà chúng mình tới để làm đẹp. Thế nên là có một nơi tổng hợp những cái đánh giá chung từ cộng đồng và những cái thông tin cụ thể thì nó sẽ rất là có lợi cho chúng mình. Nếu mà chúng mình đam mê với việc làm đẹp này, massage này, đi spa này, làm tóc, nối mi, rồi làm nail, thì mình highly recommend các bạn nên có cái app LookMe này để chúng mình có thông tin về một địa điểm làm đẹp nào đó trước khi chúng mình quyết định tới chỗ đấy, để tránh mất tiền oan nhé mọi người.
App tiếp theo mình thấy khá là hay ho cho cộng đồng yêu làm đẹp, đấy là Revealty, là một app cũng được sáng lập bởi những bạn Việt Nam và app này thì toàn bộ đều là bằng tiếng Việt. App này thì mình đã từng review trong video trước đây của mình rồi. Thì cái app này là một cái app để chúng mình search thông tin về những sản phẩm làm đẹp, ví dụ như là đồ make up, dưỡng da, đấy, nói chung tất cả những cái sản phẩm làm đẹp mà chúng mình mua. Ngoài việc là nó có đánh giá từ cộng đồng này, thông tin về sản phẩm, giá tiền này, thì nó có một điểm rất hay, đấy là nó sẽ phân tích bảng thành phần của từng sản phẩm cho mình. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái app này, đấy là nó sẽ có cái giá tiền ở ngay phía đầu. Sau đấy thì ở giữa sẽ là bảng thành phần. Trong bảng thành phần này mọi người có thể xem được thông tin chi tiết của từng thành phần một. Tức là nó sẽ mô tả rất kỹ là thành phần này dịch ra tiếng Việt là gì, có công dụng là gì, tốt cho loại da nào và khuyến cáo dùng cho loại da nào, hoặc thành phần nào là middle risk và thành phần nào thì là high risk. Những cái thang điểm này thì được chấm điểm dựa trên thang điểm của EWG là Environmental Working Group, thì nó là một tổ chức phi chính phủ về môi trường. Và ngoài ra thì những thành phần mà các bạn thấy có gạch đỏ chéo như thế này thì nó là thuộc vào 20 thành phần phải chú ý theo nghiên cứu của Hàn Quốc. Ngoài ra thì ở trong này có rất là nhiều những cái thông tin được tổng hợp từ các cái tổ chức lớn, ví dụ như là FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ này, hoặc là CIR. Các bạn có thể lên đây và xem đánh giá. Mình nghĩ rằng cái này rất phù hợp với những bạn nào thứ nhất là không biết tiếng Anh, thứ hai là mới tìm hiểu về làm đẹp và chưa biết nhiều về các cái công dụng của từng thành phần trong bảng thành phần sản phẩm. Cũng giống như Look Me thì như tất cả những cái sản phẩm làm đẹp ấy, mỗi người sẽ có một cái cảm nhận rất là riêng về cái sản phẩm mà mình sử dụng. Thế nên là có một cái app tổng hợp những cái thông tin như thế này thì nó sẽ rất là có lợi cho các bạn đang tìm hiểu về những cái sản phẩm làm đẹp và đam mê làm đẹp. Tiếp đến chúng mình sẽ chuyển sang phần mình nghĩ rằng các bạn sẽ rất là thích, đấy là các app sống ảo và chỉnh ảnh mà mình thấy rằng là đẹp và tiện nhất. App đầu tiên mà mình phải nói tới chính là Facetune. Facetune thì nó chính là phần mềm chỉnh sửa. Ví dụ như các bạn muốn làm mịn da này, các bạn muốn bóp nhỏ mặt này, các bạn muốn bóp nhỏ người này, các bạn muốn người mình trông gọn hơn thì Facetune là một cái app mà mình thấy là dễ dùng nhất. Và cái lúc mà mình xuất file ảnh ra thì nó ảnh nó đỡ vỡ nét nhất so với những cái app khác. Làm mịn da thì các bạn vào phần Smooth Skin để làm mịn da mặt của mình. Rồi sau đó thì Reshape là để chỉnh xem là các bạn muốn mặt mình gọn vào hay to ra, muốn mình béo lên hay gầy đi. Tune hoặc là làm trắng răng hoặc là whiten nhé mọi người nhé. Mọi người hoàn toàn có thể làm trắng răng bằng cái app này. Thì nó là một cái app rất là tiện cho những bạn nữ nào mà đam mê có những bức hình đẹp nhưng mà lại không biết sử dụng những phần mềm Photoshop chuyên nghiệp, thì Facetune sẽ là một phần mềm dành cho bạn. Tiếp đến thì mình sẽ nói về một cái app chỉnh màu mà mình dùng nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Và tất cả feed Instagram của mình hiện giờ cũng đều sử dụng app này để chỉnh màu vì rất là nhiều bạn hỏi. Mặc dù là mình đã trả lời rất nhiều lần rồi nhưng mình cũng muốn tổng hợp thành một cái video như thế này để các bạn được giải đáp rõ ràng hơn. Thì đấy là Lightroom. Lightroom thì nó không giống như là Visco hoặc là Afterlight là nó có cái bộ filter có sẵn. Thì thường là mình sẽ chỉnh ảnh theo cái cảm nhận cá nhân của mình. Mình sẽ chỉnh từng màu một ở trong app Lightroom này. Bức hình này đây là hình gốc của mình, trông nó rất là nhợt nhạt đó mọi người. Vậy khi mà mình có thể chỉnh từ những cái độ tương phản này, độ highlight sáng tối, hoặc là chỉnh từng màu một. Ví dụ như mình thường hạ cái màu xanh này để cái màu trời của mình trông nó đẹp hơn, tăng cái phần màu nâu cho ảnh của mình, cũng như là hạ cái màu xanh lá cây xuống chẳng hạn. Đấy thì là những cái cách mà mình thường sử dụng cái app này để chỉnh màu. Thực sự thì cái app này các bạn sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ càng này, các bạn sẽ phải nghiên cứu dùng một thời gian thì mới quen được với cái chỉnh màu của nó. Nhưng khi mà các bạn đã quen rồi và các bạn có thể sử dụng thành thạo nó thì nó là một cái công cụ chỉnh màu mà mình nghĩ rằng sẽ đẹp nhất và hợp lý nhất để xây dựng một cái feed Instagram theo đúng như là sở thích của mình. Cái app này cũng là cái app mà khi mình thấy xuất file ra thì cái chất lượng ảnh nó là tốt nhất trong số những cái app điện thoại chỉnh màu mà mình đã từng dùng. Thế nhưng mà nó sẽ cần rất nhiều thời gian và luyện tập để chúng mình có thể sử dụng thành thạo được cái app này nha mọi người. Tiếp đến thì là Visco, thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Visco thì là một phần mềm chỉnh ảnh mà mình đã dùng từ cách đây rất là nhiều năm rồi. Thời gian gần đây thì mình không có dùng Visco nhiều, nhưng mình cũng sẽ chỉ cho các bạn một số các cái màu mà mình đang thực sự rất là thích ở Visco. Màu đầu tiên là màu A4, nó là một màu kiểu màu nâu vintage. Và màu G7 cũng là một màu rất là đẹp, màu kiểu tông neutral rất là đẹp. Bạn nào mà thích cái màu ảnh Hàn Quốc thì các bạn có thể sử dụng màu G7. AL3 cũng là một màu nâu rất đẹp nhé mọi người. Dạo này thì mình thích những cái tông màu ấm, thành ra là mình
mình không để ý lắm đến những cái tông màu lạnh nữa. AL5 cũng là một tông màu nâu ấm rất sáng và rất đẹp nha mọi người. Thì đấy là những cái màu dạo này mình đang thích ở Visco. Cái app tiếp theo mà mình rất là thích đấy là Fonto. Fonto là một cái app mà mình sử dụng để chèn chữ vào ảnh, để làm thumbnail cho YouTube của mình. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ recommend cái app này dành cho bạn nào mà thích làm quote ở trên hình, hoặc bạn nào mới làm YouTube thì có thể làm thumbnail bằng cái app này nha. Thật sự thì đến tận bây giờ mình làm YouTube cũng đã rất là lâu rồi, 4-5 năm nay rồi, nhưng mình cảm thấy là cái việc mà đưa ảnh vào Photoshop để làm thumbnail nó quá là tốn thời gian và không cần thiết. Mình toàn bộ làm thumbnail trên channel của mình bằng cái app Fonto này nha mọi người. Mặc dù mình chưa bao giờ chia sẻ nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người điều đấy. Đây ví dụ mình sẽ lấy bức hình này của mình. Các bạn có thể add text vào đây. Ví dụ như mình có một cái text lưu sẵn là thỏ ngáo diary chẳng hạn. Sau đó thì các bạn có thể chỉnh style từ background. Style các bạn có thể chỉnh style chữ spacing này, chỉnh cho chữ dài ra ngắn vào, hoặc underline, blend. Nói chung là được chỉnh rất là nhiều thứ ở trong cái app này. Đây là một cái app mà mình thấy rất tiện và các bạn có thể sử dụng làm thumbnail cực kỳ đơn giản, dành cho những bạn mới bắt đầu làm YouTube. Một app là chỉnh ảnh nữa mà mình nghĩ các bạn nên có thì đấy là PicsArt. PicsArt thì nó giống như kiểu là một phiên bản Photoshop thu nhỏ mini cho điện thoại vậy á mọi người. Các bạn có thể chỉnh từ việc là cắt hình, ghép hình, chỉnh khung cho hình. Tiếp đến là các bạn có thể tách phông, chèn icon, chèn biểu tượng, chèn tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vẽ lên hình của mình. Thậm chí là các bạn có thể text, chèn text lên hình của mình để làm thumbnail. Với những bạn mà làm YouTube mà muốn có một cái thumbnail đẹp, xong rồi điệu đà một chút, có nhiều hiệu ứng hơn một chút, thì mình nghĩ là các bạn nên dùng PicsArt. Còn nếu mà các bạn thích đơn giản thì các bạn dùng Fonto. Thì mình nghĩ rằng là cái PicsArt này là một cái app mà cũng tương đối phức tạp, nên là chúng mình cần thời gian để làm quen với nó. Nhưng một khi mà các bạn đã làm quen được với nó và biết cách sử dụng nó rồi thì mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Một app nữa mà mình thấy cũng khá hay dành cho những bạn xây dựng một cái theme ở trên Instagram thì đấy là Planoly. Mình đã từng giới thiệu cái app này cũng tương đối nhiều lần trước đây rồi hay sao á, trong một số video chỉnh màu của mình. Nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ đưa vào video này luôn. Planoly là một cái app để chúng mình gọi là sắp xếp cái theme Instagram của mình trước khi chúng mình post lên Insta, và vì thế nó sẽ giúp chúng mình có một cái hình dung xem là cái theme của mình nó sẽ trông như thế nào trước khi chúng mình quyết định post ảnh, liệu nó có bị lệch tông với Instagram của mình không, để chúng mình tránh cái việc là cứ phải post xong rồi xóa. Mình thấy là rất nhiều bạn có nhu cầu có một cái theme Instagram đẹp vì nó là một cái mình cảm giác như nó phản ánh cái tôi, cái cá tính, rồi một cái gì đó rất là riêng của riêng chúng mình. Đấy là lý do vì sao mình thích dùng Instagram hơn là Facebook. Cái app này á nó rất là hay, nó sẽ sắp xếp ảnh của chúng mình và chúng mình có thể di chuyển các cái bức ảnh này để chúng mình xem là sắp xếp thứ tự như thế đã hợp lý chưa, liệu cái theme này được sắp xếp như thế nó có đẹp không. Và chúng mình có thể tải lên nhiều bức ảnh, hình như tối đa là 9 bức để chúng mình xếp lên, và chúng mình sắp xếp lịch up ảnh theo tuần đó mọi người. Thì mình thường hay làm như thế. Mình nghĩ rằng nó sẽ rất là có ích cho bạn nào đang xây dựng một cái mạng xã hội của mình. Và cuối cùng thì mình sẽ đi đến mục những cái app mà liên quan đến đời sống của mình một chút, mà mình thấy rằng nó cũng rất là có ích cho cuộc sống của mình. App đầu tiên đấy là Cookpad, là một cái app mà mình thường xuyên lên để lấy idea nấu ăn. Tại vì bây giờ mình đi du học rồi, mình sẽ phải tự nấu ăn hàng ngày, mà đối với mình thì mình không phải là một đứa biết nấu ăn từ trước đó, mà sang bên này mình mới bắt đầu phải học nấu ăn. Vì thế nên là mình thường xuyên chỉ biết nấu những cái món quen thuộc này, hoặc là mình đã học món nào thì mình hay nấu đi nấu lại một món đấy. Thế nên mỗi lần mình muốn làm một cái món gì đấy mới, mình muốn lấy cảm hứng để tìm một món mới, thì mình sẽ lên đây mình search tên ví dụ thịt bò, và nó sẽ ra một list rất là nhiều các món thịt bò khác nhau. Và những cái công thức đấy thì đều được chia sẻ từ cộng đồng, tức là cũng từ những người dùng, người ta đóng góp những cái công thức của họ lên trên đấy. Và mình cũng học được tương đối nhiều các cái công thức hay ở trên này để nấu các món ăn hàng ngày của mình, và cũng khá là thành công. Các bạn có thể biến đổi dựa theo sở thích của chúng mình nữa. Nói chung là một cái app để chúng mình tham khảo thôi. Ngoài ra các bạn có thể dùng Google nếu như các bạn thích, nhưng mà thực sự mình dạo này mình cũng rất là hay lên Cookpad để xem, và mình thấy có rất là nhiều công thức hay ho ở trên này. Các bạn nên thử nhá nếu mà các bạn mới học nấu ăn giống như mình. Và một cái app mình hay dùng trong thời gian gần đây đấy là Waze. Waze là một cái ứng dụng để chúng mình nghe chuyện podcast. Trước đây thì mình không có dùng tới Waze, tại vì mình rất là ít khi nghe những cái đấy. Tuy nhiên thì thời gian vừa rồi mình bị mất ngủ rất trầm trọng mọi người ạ. Mình bị mất ngủ và mình không thể nào ngủ được. Thế nên mình quyết định là mình sử dụng cái app Waze này để nghe chuyện buổi đêm trước khi mình đi ngủ. Và thực sự nó quá là hiệu quả với mình. Tại vì khi mà các bạn sang YouTube này, các bạn sẽ không thể nghe chuyện mình trên YouTube được. Mọi người biết vì sao không? Vì YouTube ở bên Mỹ này họ quảng cáo gấp rất nhiều lần so với ở Việt Nam. Ví dụ tỷ lệ hiển thị quảng cáo ở Việt Nam là 20%, tức là bạn xem 10 lần bạn chỉ hiện khoảng 2 cái quảng cáo thôi, kể cả người ta có đặt nhiều quảng cáo đến đâu.
Thế nhưng mà ở bên Mỹ này nó tỷ lệ hiển thị quảng cáo là rơi vào tầm 60-70%. Tức là bạn bật cái video lên thì hầu như cái lần người ta đặt quảng cáo là bạn cũng sẽ bị hiện quảng cáo vào buổi đêm, mà nghe chuyện mà lại hiện quảng cáo nhiều như thế thì không thể nào mà ngủ được mọi người ạ. Mà các bạn làm đọc truyện online ở trên YouTube thì các bạn đặt rất là nhiều quảng cáo xít nhau như thế này. Thế nên là mình tìm một cái app khác. Đầu tiên thì mình tìm Spotify, nhưng mà Spotify thì cũng không nhiều chuyện lắm. Thế là mình chuyển sang tìm ở trên app Waze này. Tại vì Waze đã từng liên hệ mình để nói rằng là muốn mình làm những cái chương trình podcast để cho các bạn khán giả của mình. Tuy nhiên thì mình chưa thực sự không có thời gian để làm podcast luôn ấy mọi người. Tại vì là mình đang phải học, thế nên là mình tương đối bận. Nhưng mà sau khi mà các bạn ấy liên hệ mình thì mình cũng download về dùng thử để xem là cái nền tảng này, ví dụ sau này mình có muốn làm podcast thì có thể làm trên này được không. Thì mình mới thử đã nghe chuyện ở trên Waze thì mình thấy là thứ nhất là nó không có quảng cáo và nghe chuyện buổi đêm trước khi đi ngủ nó rất là hiệu quả với mình. Tại vì mình bị bệnh mất ngủ là do buổi đêm mình nghĩ quá nhiều. Nhưng mọi người, mỗi lần mình đặt lưng mình nằm xuống giường là mình nghĩ đủ trên trời dưới biển luôn. Và khi mà mình có một cái app để nghe chuyện á thì mình không còn bị nghĩ nữa, không còn bị nghĩ sâu nghĩ xa nữa, mà chuyện nó cứ dẫn mình đi và mình ngủ lúc nào không hay. Thì nếu mà bạn đang bị mất ngủ và bạn không muốn uống thuốc ngủ, bạn không muốn có cái sự hỗ trợ từ những thứ mà có thể ảnh hưởng liên quan đến sức khỏe, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này và mình tin chắc chắn rằng nó sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn rất nhiều. Một người mất ngủ nhiều năm như mình, mất ngủ kinh niên như mình mà còn ngủ được thì chắc chắn là các bạn sẽ ngủ được thôi. Thế nên là hãy thử một lần xem sao nhé mọi người. Và thế là mình nghĩ rằng cũng đã khá đủ những cái app mà có ích cho các bạn nữ rồi. Mình hy vọng rằng là video này sẽ có ích cho các bạn và chúng mình sẽ có thể tham khảo thêm một số các cái thông tin từ những cái app mà mình đưa ra cho mọi người. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video làm đẹp lần tới nhá. Xin chào tạm biệt.